Xin chào tất cả các bạn khán thính giả và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức tối thứ ba hàng tuần Spiral News. Cảm ơn các bạn vì đã yêu quý chương trình và đưa ra chúng mình rất nhiều thông tin hữu ích để chúng mình cải thiện chất lượng nội dung của Spiral News. Và trong số Spiral News tuần này, chúng mình sẽ mang đến cho các bạn những thông tin chính đáng chú ý ngay sau đây. Về chủ đề công nghệ, hãy cùng đến với những điểm đáng chú ý nhất tại hội nghị nhà phát triển toàn cầu WWDC của Apple. Với các tin tức thời sự chính, trận mưa lũ lịch sử lớn nhất 30 năm qua tại Hà Giang đã qua đi, chỉ có tình người ở lại. Nổi bật nhất và thu hút rất nhiều sự quan tâm của những người hâm mộ bộ môn thể thao vua. Hãy cùng tổng hợp các thông tin nổi bật nhất từ Euro 2024 tính đến thời điểm hiện tại. Trước khi đi vào những nội dung chính của bản tin ngày hôm nay, hãy cùng Spiral News điểm qua một số tin ngắn đáng chú ý. Việt Nam thuộc top 15 nước hút thuốc nhiều nhất trên thế giới với 15,3 triệu người hút thuốc. 40.000 người tử vong một năm do các bệnh liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người đang bị tổn hại sức khỏe do hút thuốc lá thụ động. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thêm thuế tuyệt đối dành cho thuốc lá với mức áp dụng là 10.000 đồng trên một bao. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo của luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, trong đó đáng chú ý nhất là đề xuất bổ sung mức thuế đối với mặt hàng thuốc lá. Luật hiện hành đang quy định thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm áp dụng mức thuế suất 75% từ năm 2019 đến nay. Theo đó, Bộ Tài chính cho rằng việc sử dụng thuốc lá cần được tiếp tục kiểm soát hơn nữa. Vì vậy, trong dự thảo này, Bộ đề xuất giữ nguyên mức thuế suất 75% đối với thuốc lá và bổ sung mức thuế tuyệt đối theo phương án là 5.000 đồng trên một bao thuốc đối với thuốc lá điếu từ năm 2026 và tăng dần lên qua từng năm. Đến năm 2030, áp thuế 10.000 đồng trên một bao thuốc. 19 ngân hàng tăng lãi suất huy động vốn từ đầu tháng 6 năm 2024, với 3 ngân hàng thương mại tăng lãi suất trong ngày 14 tháng 6. Tổng số các nhà băng tăng lãi suất huy động vốn đã lên đến con số 19 tính từ đầu tháng 6. Giải thích cho sự tăng trưởng này, các chuyên gia cho rằng lý do bởi tăng trưởng tín dụng gần đây khởi sắc lại, các ngân hàng cho vay nhiều hơn nên cần nguồn tiền. Thêm vào đó, mặt bằng lãi suất thấp khiến cho các kênh đầu tư như là chứng khoán và vàng đã hút một lượng tiền nhàn rỗi ở trên thị trường. Do đó, các ngân hàng buộc phải tăng lãi suất để giữ chân khách hàng. Các bạn khán thính giả có thể xem bảng lãi suất huy động tại các ngân hàng kỳ hạn từ 9 đến 36 tháng. Ba tuyến cáp quang biển gặp sự cố. Ngày 13 tháng 6, tuyến cáp quang biển Liên Á đã gặp sự cố gây ảnh hưởng đến Internet Việt Nam đi quốc tế. Hiện tại, 3 trên 5 tuyến cáp quang biển đang gặp vấn đề. Trước đó, tuyến cáp quang APG cũng đã xảy ra sự cố vào ngày 10 tháng 3, đến nay vẫn chưa được khắc phục. Một tuyến cáp quang biển khác là AAE1 cũng đã xảy ra vấn đề kỹ thuật vào ngày 23 tháng 5, hiện chưa sửa chữa xong. Với việc cùng lúc 3 trên 5 tuyến cáp quang của Việt Nam gặp trục trặc, việc truy cập Internet đi nước ngoài sẽ gặp khó khăn, nhất là trong khung giờ cao điểm. Trong đó có những việc truy cập các ứng dụng như là Facebook hay là YouTube. Một con vịt là ca khúc nhạc Việt đầu tiên đạt mốc 1 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube. Sau gần 5 năm phát hành, ca khúc Một con vịt trên kênh YouTube Helcon đã cán mốc 1 tỷ lượt xem. Đây là ca khúc nhạc Việt đầu tiên tạo nên thành tích đáng kinh ngạc này. Ca khúc này do nhạc sĩ Kim Duyên sáng tác, với giai điệu vui nhộn, ca từ trong sáng, dễ thuộc, được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích. Ngoài Một con vịt, nhiều ca khúc thiếu nhi khác cũng sở hữu một số lượng xem khủng như là ca khúc Bống bống bang bang của 365 Band có 594 triệu lượt xem. Bống bống bang bang do bé Bảo Ngư thể hiện có 608 triệu lượt xem. Tiếp sau đây hãy cùng Spiral News đến với những thông tin chính đáng chú ý nhất. Tin mừng dành cho những người dùng iPhone nói riêng và Apple nói chung, khi công ty của vị CEO Tim Cook đã đưa ra một công nghệ trí tuệ nhân tạo mới mang tên Apple Intelligence. Ngày 11 tháng 6 vừa qua, Hội nghị Nhà phát triển toàn cầu WWDC do Apple tổ chức đã công bố những thông tin quan trọng liên quan đến các bản cập nhật phần mềm mới cho các thiết bị của hãng, cùng với tâm điểm là công nghệ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Đầu tiên, cùng khám phá hệ thống iOS 18 sắp được ra mắt. Điều bất ngờ đối với nhiều người dùng, khi những phiên bản iPhone mới ra mắt vào những năm 2018 như là XS, XS Max, XR đều có thể cập nhật lên phiên bản hệ điều hành mới nhất này. Về tính năng chung, iOS 18 sẽ mang đến nhiều cải tiến về bảo mật. Các ứng dụng giờ đây có thể được khóa bằng Face ID. Tính năng này được gọi là khóa ứng dụng. Nó cũng tương thích với mã khóa và Touch ID, giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm tốt hơn. Thứ hai và cũng là tâm điểm của sự kiện WWDC 2024, đó chính là sự xuất hiện của AI. Không phải là Artificial Intelligence,
mà là Apple Intelligence, trí thông minh nhân tạo dành riêng cho hệ sinh thái Apple. Phiên bản iOS 18 không chỉ cập nhật về mặt giao diện mà còn làm cho chiếc iPhone của người dùng thông minh hơn. Apple nhấn mạnh AI của họ mạnh mẽ, trực quan và được tích hợp sâu vào trải nghiệm của người dùng, đồng thời cá nhân hóa và bảo vệ quyền riêng tư ngay từ đầu. Kiến trúc của Apple Intelligence được xây dựng trên thiết bị, không phải là ở trên web, và được tích hợp sâu vào phần cứng và phần mềm. Một phần của quá trình này là sự theo dõi dữ liệu cá nhân trên thiết bị để cung cấp ngữ cảnh. Quyền riêng tư và bảo mật là yếu tố then chốt. Điện toán đám mây dành riêng cho Apple Intelligence sử dụng thông tin bên ngoài mà không tiết lộ nội dung cá nhân. Dữ liệu của người dùng sẽ không bao giờ bị lưu trữ. Cùng với đó, AI của Apple cho thấy cách nó có khả năng hỗ trợ viết văn bản, cùng với đó là tính năng trả lời thông minh cũng sắp ra mắt. Ngoài ra còn một số tính năng hình ảnh mới, nơi người dùng có thể sử dụng AI để tạo ra những hình ảnh một cách nhanh chóng. Apple Intelligence còn tích hợp khả năng kết nối với cả ChatGPT, giúp nâng cao khả năng trải nghiệm người dùng khi cần thiết mà không cần phải có tài khoản ChatGPT. Trong tương lai, các mô hình khác cũng sẽ được tích hợp vào hệ thống. Trợ lý Siri ảo ngày càng thông minh hơn với Apple Intelligence. Đặc biệt nhất, Apple nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình phát triển lâu dài sau này. Sự thành công vượt bậc của Apple hiện tại đã được Spyroom chúng mình phân tích rất nhiều qua video. Từ cuộc đời của nhà sáng lập Steve Jobs cho đến nguồn gốc và sự phát triển của chiếc iPhone. Nếu các bạn có hứng thú, hãy ghé qua phần bình luận để đón xem các video đó nhé. Trận mưa lũ tại Hà Giang từ đêm ngày 9 đến sáng ngày 10 tháng 6 được nhận định là lớn nhất trong vòng 30 năm qua, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, tính đến trưa ngày 11 tháng 6, đợt mưa lớn vừa qua gây ngập úng diện rộng, nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng, ước tính thiệt hại lên đến 60 tỷ đồng. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Giang cho biết, các khu vực trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to ở diện rộng. Lũ về trên sông Lô qua thành phố Hà Giang là một trong những trận lũ lớn nhất. Nhiều người dân không kịp trở tay vì nước dâng quá nhanh, đỉnh lũ cao hơn năm 2014 khoảng 0,4m. Từ 3 giờ ngày 10 tháng 6, hàng trăm chiến sĩ công an đã đầm mình trong mưa bão, sử dụng xe đặc chủng, xuồng máy, xuồng cao su để cứu nạn cứu hộ tại các điểm ngập sâu trong thành phố. Tại thành phố Hà Giang, có một nhà dân bị ngập sâu, có người dân bị mắc kẹt. Ngay sau khi nhận được thông tin, Thượng tá Phan Minh Học, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cùng với các chiến sĩ đã tháo dỡ mái nhà để giải cứu 4 người bị kẹt ở trong nhà do nước dâng quá cao. Trên mạng xã hội mới đây cũng nổi lên đoạn video ghi lại hình ảnh người chiến sĩ công an lao ra cứu 3 người dân bị nước cuốn trôi giữa dòng nước lũ dữ dội bất chấp nguy hiểm ở Hà Giang. Được biết, người có hành động dũng cảm đó là Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường thuộc đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Khoảnh khắc trên chỉ diễn ra trong chốc lát và lúc đó Thượng úy Tường đã ra quyết định rất dứt khoát. Anh cho biết thêm, thời điểm lao ra cứu dân, trên người anh chỉ khoác một chiếc áo mưa, dây phản quang mà không mặc áo phao. Sau khi cứu sống 3 người dân, Thượng úy Tường vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ sơ tán du khách cùng với hành lý của du khách đến nơi an toàn. Giải bóng đá châu Âu khai mạc vào ngày 15 tháng 6 vừa qua đã chứng kiến số bàn thắng kỷ lục và nhiều cột mốc khác đã bị phá. Tại bảng A, đội bóng chủ nhà Đức đè bẹp Scotland 5-1, còn Thụy Sĩ hạ Hungary 3-1. Hai lượt mở màn bảng B chứng kiến Tây Ban Nha thắng Croatia 3-0, Italia thắng ngược Albania 2-1. 16 bàn là thông số nhiều nhất qua cùng kỳ của bất kỳ vòng chung kết Euro hay World Cup nào kể từ năm 1976. 3 trong số 4 trận mở màn chứng kiến ít nhất 3 bàn thắng được ghi trong 45 phút đầu. Tại Euro 2020, điều này chỉ diễn ra trong 2 trận. 4 trận mở màn Euro 2024 đã chứng kiến hàng loạt kỷ lục khác như bàn thắng được ghi sớm nhất, cầu thủ trẻ nhất hay đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử giải đấu. Kỳ Euro 2024 này sẽ chứng kiến những lần ra sân cuối cùng ở cấp đội tuyển quốc gia của các cầu thủ nổi tiếng như là Toni Kroos của đội tuyển Đức, Luka Modric của Croatia hay là Oliver Giroud của đội tuyển Pháp. Ngoài ra, kinh tế Đức có thể hưởng lợi 1 tỷ đô nhờ Euro 2024 nhờ việc các du khách đã đến quốc gia này để thưởng thức bóng đá. Các tin tức về Euro 2024 đã khép lại số Spyroom News thứ 2 này. Các bạn nghĩ sao về video tin tức lần này? Hãy để lại comment ở phía bên dưới để cho bọn mình biết cảm nghĩ của các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số Spyroom News lần sau. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!